ơi, các con ơi. Các con có vui không, có vui không? Dạ vui. Thầy cũng rất vui vì được gặp các con ở trong lớp học uẩn điển của tụi mình. Bây giờ nha, bây giờ thầy đặt cho tụi con một câu hỏi cũng khá là tế nhị nha, mà riêng tư một xíu nha. À, vậy thì là trong tương lai tụi con thích được làm nghề gì nhất? Cao đi. Dạ thưa thầy, con thích làm chú bộ đội nhất. Tại sao con lại muốn làm chú bộ đội nhất? Dạ thưa thầy, thì chú bộ đội là rất oai phong, làm được nhiều việc có ích cho xã hội và đất nước, cho nên con rất thích. Vỗ tay cho bạn đi con. Trời ơi, học trò của tôi đó. Bánh tù xì nè. Dạ. Bánh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Trời ơi, ơi. Bánh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Quê tét nữa. Rồi, dù quê ở
nhưng mà dù quê nhưng mà vì là thầy là thầy cho nên thầy muốn quyết định sao là thầy quyết. Dạ. Đây bây giờ mình chơi trò chơi bịt mắt bắt dê. Thầy bị ra, thầy bị. Thầy bị. Thầy bị đi, thầy bị đi. Tất nhiên là thầy đã chuẩn bị một chiếc khăn để bịt mắt thầy lại. Thanh quan. Và tụi con sẽ là những con dê. Dạ đây, thầy có để con bịt chưa? Không, con bịt. Con bịt đó coi. Bây giờ đây là số 2. Số 2. Số 5. Sai. Số mấy? 300. Sai. 20. Sai. Rồi, vậy là sai hết, có nghĩa là thầy đã không thấy gì. Dạ. Rồi, bây giờ là tụi con bắt đầu tản ra đi. Dạ. Tản ra. Dạ, tản ra, tản ra. Bắt đầu. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Thầy ơi, thầy ơi. Ai vậy? Còn ai nữa? Ai nữa? Tới đây với thầy. Tới đây. Tới đây lên đây tao làm lẩu dê. Tới đây. Tìm ra hai người, một người bịt mắt, một người làm dê. Dê cơ bé he rồi chạy đi nhé. Người muốn bắt được thì phải lắng nghe. Dê ơi sao ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Dê ơi sẽ ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Tìm ra hai người, một người bịt mắt, một người làm dê. Dê cơ bé he rồi chạy đi nhé. Người muốn bắt được thì phải lắng nghe. Dê ơi sao ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Dê ơi sẽ ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Bịt mắt một người làm dê. Dê cơ bé he rồi chạy đi nhé. Người muốn bắt được thì phải lắng nghe. Dê ơi sao ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Dê ơi sẽ ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Bịt mắt một người làm dê. Dê cơ bé he rồi chạy đi nhé. Người muốn bắt được thì phải lắng nghe. Dê ơi sao ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Dê ơi sẽ ở đâu nè, dê ơi đừng trốn coi chừng soi nghe. Dê ơi ăn có ta nè, ăn xong ta bắt bịt mắt bắt dê. Thank you.
mèo nó tới kìa, chạy đi. Ê trời ơi con mèo này. Mấy con ơi, mệt quá. Về lại vị trí. Về lại. Thầy ghế con rồi thầy. Cho thầy ngồi xíu được không? Thầy mệt quá. Hai người ngồi chung đi. Thôi bây giờ thầy mệt quá. Mấy con ơi, bây giờ mình nghĩ ra cái gì mà nó... Mình ngồi một chỗ mình chơi được không? Đừng đỡ vận động xíu được không? Dạ. Bây giờ thầy cho tụi con ơi vài phút để suy nghĩ nè. Vài phút bắt đầu, trời không cần suy nghĩ luôn hả? Cho con hỏi thầy một câu nha. Trong các loại động vật, thầy sợ nhất con gì? Thầy sợ nhất là... Con người. Trời ơi, đúng con người cũng sợ nhưng mà thầy không nói con... Đúng rồi, đây là một cái con đó đã xấu mà nó còn ác nữa. Con đã ác mà còn đã xấu mà còn đóng cái ác nữa. Nó là con cá xấu, thầy sợ chứ là con cá xấu luôn á. Thế con biết phải chơi là gì nè nè. Cho đỡ tổ năng lực, đó chính là cho cá xấu lên bờ. Không chơi cá xấu. Cá sâu lên bờ, chọc ghẹo thì chạy cho nhanh, không nhanh chân thì bị bắt. Cá sâu lên bờ, la 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 la. Cá sâu lên bờ, la 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 la. Cá sâu lên bờ, cá sâu lên bờ, cẩn thận vượt qua sông, ai thua lại làm cá sâu. Cá sâu lên bờ, la 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 la. Cá sâu lên bờ, la 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 la. Cá sâu lên bờ. Ôi cá sấu khóc nhè vì không bắt được ai. Ôi cá sấu khóc nhè. Tụi mình cùng leo leo. Cá sâu lên bờ, chọc ghẹo thì chạy cho nhanh, không nhanh chân thì bị bắt. Cá sâu lên bờ, la 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 la. Cá sâu lên bờ, la 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 la. Cá sâu lên bờ, cá sâu lên bờ, cẩn thận vượt qua sông, ai thua lại làm cá sâu. Cá sâu lên bờ, la 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 la. Cá sâu lên bờ, la 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 là la. Cá sâu lên bờ. Ôi cá sâu khóc nhè. Ôi cá sâu khóc nhè vì không bắt được ai. Ôi cá sâu khóc nhè. Tụi mình cùng leo leo. Nào các con! Yeah!
Bây giờ kể cho thầy nghe những trò chơi dân gian mà các con biết. Con. Dạ thưa thầy, chính là bịt mắt bắt về. Con. Dạ thầy là nhảy ra con. Ừ, con. Dạ thưa thầy là trốn tìm. Hù, con. Dạ thưa thầy là nhảy dây. Đó, con. Dạ đó chính là một trò chơi ai cũng biết, đó chính là kéo búa bao. Trời ơi, giới thiệu dài dòng, cuối cùng là trò kéo búa bao đúng không? Trò dạ. Kéo búa bao còn một cái tên gọi nữa, đó là quấn tù dây. Không được khóc với than, mang chiếc nồi ra đây, ta chơi quanh tù tì, ai tù tì bị quẹt cho cái mặt đen xì. Búa tăng kêu, kêu tăng bao, bao tăng búa kêu lại tăng bao. Ra cái gì, ra cái chi là quanh tù tì. Chú thì bị phạt không được khóc với than, mang chiếc nồi ra đây, ta chơi quanh tù tì, ai chú thì bị quẹt cho cái mặt đen xì. Búa tăng kêu, kêu tăng bao, bao tăng búa kêu lại tăng bao. Ra cái gì, ra cái chi là quanh tù tì. Không được khóc với than, mang chiếc nồi ra đây, ta chơi quanh tù tì, ai tù tì bị quẹt cho cái mặt đen xì. Búa tăng kêu, kêu tăng bao, bao tăng búa kêu lại tăng bao. Ra cái gì, ra cái chi là quanh tù tì. Ai chú thì bị phạt không được khóc với than, mang chiếc nồi ra đây, ta chơi quanh tù tì, ai chú thì bị quẹt cho cái mặt đen xì. Búa tăng kêu, kêu tăng bao, bao tăng búa kêu lại tăng bao. Ra cái gì, ra cái chi là quanh tù tì. Rồi, hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mời đội nữ sẽ diễn tả những hành động như thế nào đó, nhưng mà để cho đội nam có thể đoán được cái hành động của mình nha. Dạ. Bây giờ là đội mình nha. Dạ. Ok. Cái này nữa nè. Cái này sao? Mày cho giai điệu thôi. Mời các bạn nữ ủn nữ về lại vị trí của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Diễn tả rất là hay nha. Trời, diễn xuất quá trời luôn. Các con đã đoán được cái gì chưa? Dạ. Chưa à? Đó, nhìn lại đi. Có một bạn đang làm cái gì đó. Làm hành động gì? Vo gạo. Không phải. Cái này là gì? À, thầy ơi, cho con gợi ý đi. Gợi ý hả? Gợi ý bằng bài hát nha. Dạ. Đúng rồi, cái nghề của thầy là phải hát.
Giai điệu. Xin tin lấy hơi. Lo. Ai con biết rồi. Hay vậy? Con không biết con rồi. Hãy cho con đi. Con nãy rồi, đời con đi. Lo là bài gì? Bài gì? Bài cái bóng là cái bóng vàng. Con biết bé hát bài đó không? Dạ. Biết sơ sơ. Biết sơ sơ hả? Mọi người hát chung với thầy nha. Dạ. Cây bông là cây bóng vàng, là cây bông là cây bóng vàng. Khéo xoay ra khéo sàng cho mẹ bông. Ủa sao chơi bịt mắt bắt dê gì mà giờ tụi con bắt thầy luôn vậy? Dạ. Thầy bắt lâu á. Ờ thiệt luôn á. Bây giờ ủn nam ủn nữ tập hợp. Dạ. Thế các con đã sẵn sàng. Trật tự. Thế các con đã sẵn sàng cho trò chơi tiếp theo chưa? Dạ. Biết chơi trò gì chưa? Dạ. Kịch bản đâu biết rồi. Kịch bản là trong đầu tôi nè. Dê. Bây giờ mình chơi rồng rắn lên mây đi thầy. À, muốn chơi rồng rắn lên mây dạ, hả? Dạ. Thực ra trong đầu thầy không phải là trò rồng rắn lên mây. Nhưng vì con đã yêu cầu trò chơi rồng rắn lên mây thì bây giờ mình chơi rồng rắn lên mây. Dạ. Chơi thôi, vô. Hai rồng rắn lên mây chơi vậy nè thầy. Chơi sao rồi, giải thích đi. Lần đầu tiên, rồng mình phải nói lại câu rồng rắn lên mây. Có cái cây lúc rắc công chủ ở nhà không? Rồi một người trả lời. Rồi bây giờ xếp hàng đi, vô xếp hàng đi. Vô. Rồi bây giờ tôi ngồi tôi coi nè. Ai phải nói nè, ông chủ nhà đâu rồi đấy nha. Rồi thôi tôi là ông chủ nè. 2, 3. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc rắc công chủ nhà không? Chủ nay đi dạy rồi, dạy lớp học ở biển. Đi về đi. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc rắc công chủ nhà không? Ông chủ chủ ông chủ phải đi đánh răng rồi. Ông đi đi về đi đi về đi. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc ông chủ ở đây. Dòng răng lên mây, có cây sụp sắc. Xin hỏi ông chú có ở nhà không? Dòng răng lên mây, có cây sụp sắc. Xin hỏi ông chú có ở nhà không? Hỏi để làm gì? Để tôi xin lửa. Xin lửa làm chi? Để khó cá thôi. Khó cá đây à? Cho xin khúc đuôi. Xin hỏi ông chú có ở nhà không? Rồng răng lên mây, có cây sụp sắc. Xin hỏi ông chú có ở nhà không? Hỏi để làm gì? Để tôi xin lửa. Xin lửa làm chi? Để khó cá thôi. Khó cá đây à? Cho xin khúc đuôi. Dòng răng lên mây, có cây sụp sắc. Xin hỏi ông chú có ở nhà không? Dòng răng lên mây, có cây sụp sắc. Xin hỏi ông chú có ở nhà không? Hỏi để làm gì? Để tôi xin lửa. Xin lửa làm chi? Để khó cá thôi. Khó cá đây à? Cho xin khúc đuôi. Ha ha ha.
sụp sắc. Xin hỏi ông chú có ở nhà không? Hỏi để làm gì? Để tôi xin lúa làm chi? Để kho cá thôi, kho cá đây à? Cho xin khúc đuôi. Rồi bữa nay chúng ta sẽ chơi những trò chơi dân gian kết hợp những bài ca dao, đồng dao, tục ngữ mà chúng ta đã được học. Đồng ý không nè? Dạ đồng ý. À, mấy con bữa nay nhìn thầy có gì đặc biệt không? Có khác không? Dạ, thầy là hôm nay có phải thầy hỏi thanh đình tép tôm đúng không thầy? Ủa, thầy mặc đồ con mèo mà sao nó tép tôm? Trên đầu thầy. Trên đầu thầy. À, ôi cái này là hình con tép đó hả? Con tép. Con tép, con tôm, phải con tôm không? Dạ. Con gì? Con tép tôm. Vậy thì tép với tôm á là nhân vật trong bài thơ, bài ca, đồng dao nào? Dạ. Cầm đi. Thế này là bà cầm đi chợ. Con không nghĩ là hát đâu, con còn biết đọc rap nữa đó. Đó là không, là con biết đọc rap luôn. Con biết đọc rap luôn. Bài bà cầm đi chợ hả? Dạ. Vậy, lên đây đọc liền cho thầy với các bạn nghe nha. Vô, chuẩn bị nha. Thầy, hai ba cái là mình rap nha. Hai ba. Bà Công đi chợ trời mưa, cái tung cái tép đi đưa bà Công. Đưa bà tới quảng đường đông, đưa bà vào ngoặc ở trong nhà bà. Tìm bà trong túi rơi ra tép tôm nhặt được, chả bà mua rau. Wow. Vậy đố cái con tại sao tép tôm lại đáng khen nè. Đó. Con tại sao? Dạ thưa thầy là tại vì tép tôm đã phụ bà. Phụ cái gì nè? Phụ bà đưa bà đi chợ, rồi đưa bà về nhà, rồi thấy tiền bà rớt lụm giùm bà. Còn có lấy luôn không? Dạ. Mà tép tôm làm gì nè? Đưa cho bà mua rau. Vậy tụi con có nên học theo tép tôm không nè? Dạ có. Được trả bà mua rau.
đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà công. Đưa bà đến quãng đường công, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra, tép tôm nhặt được trả bà mua rau. Tiền bà trong túi rơi ra, tép tôm nhặt được trả bà mua rau. Rình rình ràng ràng không? Dạ nhớ. Thật là giỏi quá đi thôi. Bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi rình rình ràng ràng nha. Dạ. Nắm tay vô, nắm tay vô. Hai, ba. Rình rình ràng ràng, ba tay xếp lại. Rình rình ràng ràng, xếp lại cho gần. Hai người bốn chân, ba người sáu chân, năm người mười chân. Chân gầy, chân béo, chân béo, chân gầy. Dành lại cho bà phải hoa phải trắng để hoa rơi nắng đem giải giấc mơ. Rành ràng ràng xích lại cho gần. Một người hai chân này, hai người bốn chân này, ba người sáu chân này, bốn người tám chân này, năm người mười chân. Chân gầy chân béo, chân béo chân gầy. Dệt vải cho bà vải hoa vải trắng, đến mai trời nắng đem vải ra phơi. Rành rành ràng ràng ba gang xếp lại, rành rành ràng ràng xích lại cho gần. Một người hai chân này, hai người bốn chân này, ba người sáu chân này, bốn người tám chân này, năm người mười chân. Chân gầy chân béo, chân béo chân gầy. Dệt vải cho bà vải hoa vải trắng, đến mai trời nắng đem vải ra này. Ba người sáu chân này, bốn người tám chân này, năm người mười chân. Chân gầy chân béo, chân béo chân gầy. Dệt vải cho bà vải hoa vải trắng, đến mai trời nắng đem vải ra phơi. Rành rành ràng ràng ba gang xếp lại, rành rành ràng ràng xích lại cho gần. Một người hai chân này, hai người bốn chân này, ba người sáu chân này, bốn người tám chân này, năm người mười chân. Chân gầy chân béo, chân béo chân gầy. Dệt vải cho bà vải hoa vải trắng, đến mai trời nắng đem vải ra phơi. Rành rành ràng ràng ba gang xếp lại, rành rành ràng ràng xích lại cho gần. Một người hai chân này, hai người bốn chân này, ba người sáu chân này, bốn người tám chân này, năm người mười chân. Chân gầy chân béo, chân béo chân gầy. Dệt vải cho